Hello cả nhà. Hôm nay bây giờ mình làm birthday cho Aiden, cho anh ba. Sinh nhật anh ba mới vừa đi làm về là bây giờ đang nấu đồ ăn nè. Đang nấu crawfish. Đây đặc biệt có gia đình nhiều quen ghé qua nữa. Bây giờ tại có miệng trước nè. Cái này gọi là không, cái này gọi là gì? Họ hay nói là kế hoạch thì không thành, nhưng mà không kế hoạch là tự nhiên thành. Tự nhiên đây. Bắt luộc rồi đó. Crawfish đầu mùa. Crawfish đầu mùa đây cả nhà ơi. Đó. Người ta mới mua giùm là mua 3 tổng cộng 31 pound đó anh. Còn sống. Baby, crawfish nè, con nhớ không? Nhớ crawfish không? Wow, to anh ơi, to dễ sợ luôn. Thúi. Wow, to kinh luôn. Ú, cha ơi, nhìn con này là thương. That's huge. Ngon. 6 đồng rưỡi một pound đây cả nhà. Rồi, crawfish đầu mùa đây. Vô mùa đầu tiên, mình lần đầu tiên mua có luôn đây. Được rồi, được rồi. Em mở cái này ra luôn đi. Ê, trời ơi sao cứng vậy? Không được rồi. Nước đèn thui luôn. But it's pretty nice. That way by the river is something off. Yo. Vô đi. Chia. Được chưa chị Nguyên hả? Trời ơi, hấp dẫn chưa? Sao mà cái món cay lại sọc cái mũi luôn á, chứ mình là xuất sắc, xuất sắc. Xuất sắc. Chắc lát được có sắc dài dài rồi. Let me bubble. No, you did. Oh, yeah.
Look what you did to it. Oh, that's what you kept chasing me. I think. Stop it. Nó trong khoảng 13 tuổi đó. You got two? Okay. My turn. Okay. Right. My turn. Now you have 15, it's only 3 miles. Okay. Let us draw. You got this side, and I have this side. Okay. I saw one that was an old brick. I can't remember, 3 or 4 bedroom, but it was at least 3. Mm-hmm. Big house on a corner. Okay. Now get the cheese. Cheese? Yeah. Okay. Where do you want me to put this? Yeah, I'll take it. But it sold before the visas come in, so I just put it here. Bưng lên ra bàn đi, bưng lên bỏ ra bàn đi chị Bình. Nè, quay qua đây. My God. Cheer. Yo, 100%. Hai ba vô. Rửa chén rồi uống. Ồ, rửa chén không được uống à. Oh yeah, so 35 years old. He's old. Mặc lộn áo rồi nay. Nguyên cái tao thì cam ở đây 10 người thôi, cái tao con đấy 11 But they live in the salt water, though. That's not how you think. I caught them. I put it for my salt water fish. But then my fish never ate it, and it just survived. So, I don't know. But, you never ate crawfish before? You ever caught them? Yeah, you should catch them.
Rồi, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Aiden and Baba. Happy birthday to you. Ước chưa? Ước chưa mà thằng rồi. Đi đây, đi đây, make a wish. Xong sinh nhật của anh ba rồi. Bánh gì thương ha? Là chữ Aiden and Bubba nè. Aiden and Bubba. Was he a birthday present? Huh? Was he a birthday present? For birthday present? He had a bike. We got a bike for him. And Bubba had got a treat. Cái đó để em. Oh, cái balloon. Dì Quyên đưa dùm con cái balloon đi, Dì Quyên. Cái balloon. Nè, bỏ xuống này. Mấy cái chén, lấy mấy cái chén. Aiden, lấy mấy cái chén con, Aiden. Ethan. Chỗ kia kìa má, con lấy xuống rồi kìa. Aiden, hold it. Hold the balloon, mommy take the picture. Why is it blue? Why? Không chịu, không chịu như vậy. What do you want? What do you want? Ăn thử ngon không? Kem á. Trời. Baba, happy birthday! Happy birthday, boy! What's Bim Bim? Bim Bim sleeping? Yes. Cheer, huh? Did you say cheer? Cheers. Cheers. Yeah. Happy birthday, con trai! Love you! There's no seconds in this ice cream cake. Bye-bye.